Là sư sư phải dòm xe chứ. Sư đi rồi. Sư đi vậy là mời mấy đứa nó về tháp kẹo chơi rồi. Chơi cho biết ý xe sao chưa. Theo như lời của sư chia sẻ thì sư đi ngược như thế này thì sẽ quen và nó đỡ mệt hơn. Nhưng mà nhưng mà thấy sư đi như vậy cũng rất là nguy hiểm. Sư không có ở trong trọng nữa. Sư về bỏ rồi. Sư về mà này sư cái đó. Nói nghe nói thầy bệnh mà. Đỡ chưa? Hả? Đỡ chưa? Đỡ đỡ rồi. Uống sao? Hả? Chân hai chân yếu lắm sao rồi giờ? Nói di căn xuống thận như phổi thầy đi không có được. Thầy bị gan. Mấy đứa nhỏ này muốn về thách là chơi nè. Ủa chú ơi, chú là sao biết sư đây? Phật tử. Phật tử của sư hả? Dạ. Bỏ vô đây con. Thấy tội nghiệp sư quá. Chắc là trước rồi sư ở chùa hả sư? Ở đây ai không biết sư. Giờ tụi con theo sư đi về thất. Sư dẫn thầy đi về trong này đưa mấy em về thất thầy chơi cho biết. Môn Phật hữu duyên gặp lại nha con. Ai cũng vậy con, xin lỗi bình tử mà họ tưởng hàm tước diệt phục như thị nó khó lắm con ơi. Tới giờ mấy con đi gặp tới cái bản là tới hả sư? Chỗ cô mà áo đỏ đỏ dạ. Thay phiên nhiều đẩy sư. Nãy sư nói gần chứ thực chất là xa ấy lắm. Bây giờ quẹo vô đến xe này nè. Để tụi con dướng mấy chiếc xe máy nữa hơi lâu. Quẹo vô nè. Mấy con xem ra mấy con vô luôn. Xe vô luôn được hả sư? Đem xe mấy con vô đây gửi đây luôn. Dạ. Đem để cho. Có vàng quay vô đây nha sư. Đây mấy con theo qua luôn. Ở đây là giống như mình đi nhờ nhà người ta hả sư? Không ai người ta đóng cửa mình đi được hả? Còn cái bên kia tượng Phật là chỗ thấp cái xứng ha. Mình vô được hả sư nhà này nè? Được bà con người ta cho chứ. Ở đây là cho sư ở nhà thôi ha, chứ không phải cho tiền gì hết ha. Bận rồi. Dạ. Ngoài sư qua đây ở lâu chưa sư? Mới mấy tháng à. Sao vậy sáng nay lúc bệnh tới giờ? Dạ. Hồi lúc trước sư ở trong ruộng. Sư ở trong ruộng hả? Rồi sư làm thất trong ruộng. Rồi sao không ở trong đó nữa mà ở đây sư? Sư bệnh nặng quá nè. Ở đó bệnh sợ không ai lo ha. Vô đi không có nổi. Tới hả thôi? Tới chỗ sư ở không? Sư ở đây. Đi đường nào vô sư? Đây. Ồ, tội nghiệp sư quá ha. Có chỗ người ở thôi ha. Mừng lắm con ơi. Dạ. Rồi đồ đạc trong đây là của sư mua hay là sao sư? Bà con Phật tử là cho như chư phụ thầy cho. Dạ. Sư ngồi nghỉ đi. Có nước không? Để con gót nước cho sư uống miếng nước ha. Được con. Dạ. Được nè, bây giờ mấy con chăm nước uống đi. Dạ, cho sư uống nước đi. Nước này nước uống của sư phải không sư? Sư uống miếng nước đi. Sư ngồi uống nước cho khỏe sư. Uống nước cho khỏe. Xe mệt rồi sư uống miếng này. Ôi tội nghiệp quá. Sư cầm rung tay luôn. Cũng mấy cây số. Cái ly nước nặng quá sư cầm không nổi. Được rồi. Mấy đứa có nước chín nè con. Dạ được. Nè mấy đứa có nước chín nè, uống này lấy uống nha. Dạ được rồi sư. Sư nằm chú nha. Dạ sư nằm đi đây. Sư nằm đi sư. Sư mệt.
cho suy nghĩ đi. Nó đang biết sư nấu ăn sao. Nó ngặt. Có nồi kinh điện. Cái phổi. Chào sư. Nằm khó lắm. Sư đạo quá. Sư mệt quá. Có sao không sư? Được rồi, đỡ chút cái hết rồi. Tội nghiệp sư, có sư mệt. Sư mệt luôn rồi chứ. Cô ơi. Cô ơi, sư đau rồi, mình có thuốc gì không cô? Sư đau á. Dạ. Sư đi giờ sư mệt quá, sư đau quá cô. Biết rồi. Là sư hay bị đau vậy hả cô? Ừ, hay bị đau vậy dữ lắm. Như sư đau vậy có ai chăm sóc không cô? Chút giảm hết. Cái chỗ này là nhà của ai vậy cô? Ở đâu cưng? Nhà đây. Hiện tại giờ hiện tại đây hả? Mộ ông ngoại bà ngoại là cái người nuôi sư nè. Nuôi sư hồi nhỏ nè. Bây giờ sư ở đây. Ừ. Cũng ở đây không có người thân nào. Rồi chung quanh có gì đem cho sư ăn cái nấy vậy đó. Dạ. Tại tụi con thấy sư ở ngoài đường á. Ở vậy. Đẩy xe lăn. Rồi chung quanh vậy đó. Nãy sư nói là gì cái đem cho ăn tới giờ cơm rồi vậy đó. Nãy sư nói là sư bị bệnh gan vậy đó. Ung thư gan. Mà hàng ngày có uống thuốc men gì không cô? Có đi chợ rễ. Sư gặp tụi con sư mừng quá, sư dẫn về sư đi hơi nhanh quá. Đi kiếm tiền, đặng mua bông, mua trái cây này kia chút đỉnh vậy đó. Dạ. Ừ, để cúng Phật á. Thì đó, bởi gần mới đi đó. Dạ. Chứ đâu có đi đâu. Gần sư phải đi kiếm tiền để mua bông về cúng Phật ha. Chứ bình thường thì đau lắm, nằm đau đó, đau ngày mấy lần vậy đó. Nó ốm còn da bọc xương không. Phải chịu đựng, chân mình đã chịu đựng cái sự đau đớn đó. Bây giờ di căn qua nhiều thứ quá nữa rồi. Như sư có còn người thân không cô? Ừ? Sư có còn người thân không cô? Còn chung người thân nhưng mà sư xuất gia. Dạ. Xuất là phải ly thế tục gia. Mà người thân thì không có chăm sóc sư được. Chung quanh đây nè con. Vòng vòng nè con. Không ở chung gia. Vòng vòng đây nè. Vậy là vòng vòng đây cũng có bà con họ hàng. Bà con. Dạ. Đi đứng được cũng đi ra trồng bông nè. Đó. Đầy nè, trồng bông đầy hết trơn nè. Thấy sư hiền quá. Nghiệp. Ủa như vậy là con gọi là sư hay là thầy mới chuẩn con? Sư hả? Gọi là sư. Thiền sư. Dạ, thiền sư. Sư khỏe thấy mừng rồi đó. Dạ, nãy thấy sư mập sợ quá. Tái tím hết trơn á. Bị hoài rồi con ơi. Nó cũng quen rồi. Giờ đã đỡ rồi hai sư? Đỡ rồi. Dạ, thôi nghỉ mệt đây chút xíu rồi tụi con ngồi nói chuyện với sư xíu ha. Có tinh thần sư lạc quan quá. Mấy đứa có gì đâu con. Dạ không. Sinh lão bệnh tử trong tứ diệu đế Đức Phật Thích Ca đã nói rồi. Yeah. Chúng ta phải chấp nhận nó. Yeah. Chứ đừng có chống. Yeah. Cái đau đớn đến với mình chấp nhận, mình tiếp nó. Yeah. Chứ đừng có đẩy nó ra. Đẩy nó ra từ chối nó đau khổ thêm. Vậy đó. Chúng ta tu theo tứ diệu đế của Thích Ca. Yeah. Chứ đừng có tu tầm bậy. Yeah. Đạo Phật là đạo của trí huệ. Đến như sư đó, tu bao nhiêu lâu nay đó, năm nay sư 73 tuổi, mới hiểu được thế nào là thọ, tưởng, hành, thức, diệt, phục, như thị. Bao nhiêu năm đó, sư mới hiểu được có cái câu đó mà thôi trong tu của sư. Các Phật tử hiểu nổi câu đó không? Hiểu không có nổi đâu. Các Phật tử hiểu không có nổi đâu. Đừng có đọc cái chữ thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Đừng có đọc cái chữ đó mà tưởng dễ nghe. Khó lắm con ơi. Rất khó. Muốn đạt được cái đó ít ra cũng phải cỡ thiền sư mới diệt phục như thị được.
cỡ các con Phật tử không có thể nào diệt phục như thế nổi đâu. Dạ bây giờ sư thấy đỡ hơn nãy rồi hả sư? Ở rồi. Dạ tốt từ rồi. Từ con. Dạ. Sư mệt cái sư nằm sư chuyển khí công 12 ngày mua bông cả tháng trời. 12 thế khí công tâm pháp cái nó khỏe là hơi biết không? Dạ. Yeah.